Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Tin tức 24h TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Nóng. Ông Trump nhận tin cực vui khi có tới gần nửa thành viên Cộng hòa muốn theo đảng mới. Nếu ông Trump thành lập không ngờ người giúp ông Biden có lợi thế trước Trung Quốc chính là ông Trump. Bất ngờ khi ông Trump từng đề nghị dùng chuyên cơ đưa ông Kim Jong-un về Triều Tiên sau thượng đỉnh Hà Nội. Cựu phó tổng thống Pence từ chối dự sự kiện có ông Trump phát biểu. 10 tập đoàn Mỹ cắt giảm 90% tiền quyên góp cho chính trị gia vì ông Trump. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Nóng. Ông Trump nhận tin cực vui khi có tới gần nửa thành viên Cộng hòa muốn theo đảng mới nếu ông Trump thành lập. Theo kết quả khảo sát do Đại học Sheffield và báo USA Today thực hiện vào công bố ngày 22 tháng 2, có tới 46% thành viên của Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẵn sàng từ bỏ đảng này và gia nhập đảng của ông Donald Trump nếu cựu Tổng thống quyết định thành lập một đảng mới. Chỉ 27% cho biết họ sẽ ở lại Đảng Cộng hòa, trong khi số còn lại chưa đưa ra quyết định. Một thành viên của Đảng Cộng hòa là chủ sở hữu của một doanh nghiệp nhỏ từ Milwaukee nói với USA Today: "Chúng tôi cảm thấy như Đảng Cộng hòa không chiến đấu đủ cho chúng tôi, và chúng tôi đều thấy Donald Trump chiến đấu hết mình cho chúng tôi mỗi ngày." Cựu tổng thống Donald Trump chưa công bố thông tin chi tiết về tương lai chính trị của ông sau khi thất cử. Tuy nhiên, sau khi được tuyên bố trắng án trong phiên tòa luận tội tại thượng viện, ông Trump đã chỉ trích gay gắt lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell. Ông McConnell cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về cáo buộc kích động vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Cuộc khảo sát được công bố sau khi báo Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã thảo luận với một số trợ lý và những người thân cận về việc thành lập một đảng chính trị mới có tên gọi là Đảng Ái Quốc. Trước đó, trong bài phát biểu tạm biệt vào ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống, Ông Trump hứa hẹn với người ủng hộ rằng, chúng tôi sẽ quay lại theo một hình thức nào đó. Mặc dù không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, song ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ Đảng Cộng hòa. Với các cử tri của đảng này, theo kết quả khảo sát do Political Morning Consult công bố hôm 16 tháng 2, 54% cử tri Cộng hòa được hỏi nói rằng họ sẽ ủng hộ ông Trump nếu cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng diễn ra vào thời điểm này. Không ngờ người giúp ông Biden có lợi thế trước Trung Quốc chính là ông Trump. Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi chính quyền ông Trump dành nhiều năm gây sức ép lên Trung Quốc, bao gồm việc áp thuế lên 370 triệu đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu, gây áp lực khiến Canada bắt giữ giám đốc điều hành của Huawei, đe dọa việc Bắc Kinh tiếp cận thị trường vốn của Mỹ và đổ lỗi cho Trung Quốc về quy mô của đại dịch COVID-19. Chiến dịch gây áp lực của ông Trump với Trung Quốc tiếp tục diễn ra hồi tuần trước khi chính quyền Mỹ đưa hơn 60 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, hạn chế khả năng của các công ty này tiếp cận công nghệ Mỹ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố các hành động bành trướng của Trung Quốc như đưa ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và các khu vực chiến lược như biên giới với Ấn Độ hay sử dụng các đòn trừng phạt kinh tế với các nước như Hàn Quốc và Úc khiến một số quốc gia lựa chọn kiên quyết phản đối hoặc hợp tác cùng Washington đối đầu với Bắc Kinh. Ezra Prasad, người từng làm việc về các vấn đề Trung Quốc tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định, các biện pháp trừng phạt thương mại của ông Trump nhằm vào Trung Quốc cùng sự phản đối của một số nước khác với chính sách địa chính trị hung hăng của Bắc Kinh sẽ giúp chính quyền của ông Biden có được đòn bẩy lớn khi bắt đầu các cuộc đàm phán song phương với chính quyền ông Tập. Ông Prasad nói thêm, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng và các động lực chính trị trong nước đem đến cho ông Biden lợi thế lớn khi đàm phán. Trong khi ông Biden và nhiều thành viên đảng Dân Chủ thể hiện sự phản đối chiến thuật mà ông Trump sử dụng để gây sức ép với Bắc Kinh, các chiến thuật đó vẫn được duy trì khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm đàm phán với các lãnh đạo Trung Quốc trong những ngày còn tại vị. Ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times: "Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ động thái thay đổi tức thì nào với các chiến thuật đó và cả việc áp thuế." Ông Biden tuyên bố: "Chiến lược tốt nhất với Trung Quốc là tập hợp sức mạnh của các đồng minh Mỹ để họ hiểu và ủng hộ chúng ta." Ưu tiên hàng đầu của tôi trong những tuần đầu của nhiệm kỳ tổng thống là cố gắng giúp nước Mỹ tập hợp được các đồng minh cùng đối phó với Trung Quốc. Bất chấp sự nghi ngờ của công chúng với chiến lược của ông Trump dành cho Bắc Kinh, các nước đồng minh như Anh và Pháp đã cùng Mỹ chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ hệ thống mạng không dây thế hệ mới của Huawei. Trong khi đó, các tổ chức phương Tây như Liên minh Gián điệp Ngũ Nhãn và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chuyển sự chú ý của họ sang việc chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo Bloomberg, dù các lãnh đạo Trung Quốc không thiện cảm khi Mỹ tập hợp các quốc gia khác để khắc phục mục đích của Washington, nhưng có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang mong đợi sự cải thiện tiềm năng trong mối quan hệ với Washington khi Nhà Trắng đổi chủ. Trong phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp vào tuần trước, ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã kêu gọi mỹ và trung quốc tái khởi động đối thoại và quay lại hợp tác cựu thứ trưởng ngoại giao trung quốc phó oánh cũng viết một bài báo kêu gọi hợp tác cạnh tranh giữa hai nước Guo jikai cựu quan chức ngoại giao trung quốc và là người phiên dịch cho cố lãnh đạo trung quốc đặng tiểu bình nhận định kỳ vọng của trung quốc với chính quyền mới của ông biden là tái thiết lập quan hệ trung quốc mỹ nhằm tái gắn kết và đôi bên cùng có lợi ông jikai nói thêm một quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cần phải được hạ nhiệt và làm mới để đôi bên sẽ là những người chiến thắng thay vì những kẻ thua cuộc. Bất ngờ khi ông Trump từng đề nghị dùng chuyên cơ đưa ông Kim Jong Un về Triều Tiên sau thượng đỉnh Hà Nội. Theo báo The Hill, ông Mattel Pottinger, từng giữ chức cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, chuyên trách về chính sách châu Á cho hay Cựu Tổng thống Trump đưa ra đề nghị trên sau cuộc đàm phán bất thành với ông Kim Jong Un về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Pottinger nhớ lại, Tổng thống Trump đề nghị cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi nhờ trên không lực một. Tổng thống biết ông Kim phải đi xe lửa nhiều ngày xuyên lãnh thổ Trung Quốc đến Hà Nội và ông ấy ngỏ lời, tôi có thể đưa ông ấy về nước trong vòng 2 giờ nếu ông muốn. Nhưng ông Kim từ chối. Lời đề nghị trên trước đó chưa từng được tiết lộ. Đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao của Triều Tiên được mời lên máy bay của Tổng thống Mỹ. Một cựu quan chức khác của chính quyền Tổng thống Trump cũng mô tả sự thoải mái chưa từng có trong các cuộc trao đổi của hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore và Hà Nội. Đài BBC dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, Tổng thống Trump nghĩ rằng mình vừa tìm được một người bạn tốt. Các cuộc đàm phán giữa cựu Tổng thống Trump và chuyến thăm vùng phi quân sự trên giới tuyến Liên Triều đánh dấu lần đầu tiên Mỹ-Triều Tiên thực sự đối thoại song phương. Tuy nhiên, các nỗ lực đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo cuối cùng chưa dẫn đến bất kỳ thay đổi đáng kể nào cho quan hệ Mỹ-Triều hoặc dẫn đến thay đổi trong chương trình tên lửa của Triều Tiên. Cựu phó Tổng thống Pence từ chối dự sự kiện có ông Trump phát biểu. Ông Mike Pence đã được mới phát biểu tại sự kiện thường niên này nhưng đã từ chối. Fox News dẫn một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch sự kiện. Một trợ lý của ông Pence nói rằng, cựu phó tổng thống Mỹ cố ý giảm bớt sự chú ý vào bản thân, tập trung vào gia đình và các mối quan hệ đối tác mới của ông với Quỹ Di sản Heritage Foundation và tổ chức Young America's Foundation. Các thành viên trong nhóm của ông Mike Pence trước đây từng nói rằng, cựu phó tổng thống Mỹ và ông Trump có chút gây gắt sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, cựu tránh văn phòng của ông Pence Mark Short chia sẻ với Fox News hồi tuần trước rằng ông Mike Pence và ông Donald Trump vẫn nói chuyện. Trong khi ông Mike Pence từ chối tham dự, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ. Ông Trump dự kiến có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng tại sự kiện này vào Chủ nhật ngày 28 tháng 2. Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ 2021 khai mạc vào ngày 25 tháng 2 tại Orlando, Florida. Ông Trump dự kiến sẽ nói về tương lai của Đảng Cộng hòa và phong trào bảo thủ. Ngoài ra, cựu tổng thống Mỹ dự kiến cũng bình luận về một số chính sách của tổng thống Joe Biden về biên giới và ân xá. Hai nguồn tin tiết lộ, cựu tổng thống Trump khá kín tiếng kể từ khi rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1, nhưng ông từng khẳng định muốn tiếp tục hoạt động chính trị và nói với những người ủng hộ rằng phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Hội nghị CPAC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1974, luôn được tổ chức trong hoặc xung quanh Washington, DC. Các nhà tổ chức tiết lộ vào tháng 12 rằng sự kiện này năm ngoái đã thu hút gần 20.000 người trong 4 ngày. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức chủ yếu trong nhà tại khách sạn Hyatt Regency với một số cá nhân tham dự trực tuyến. 10 tập đoàn Mỹ cắt giảm 90% tiền quyên góp cho chính trị gia vì ông Trump theo thống kê của Reuters, 10 tập đoàn Mỹ cắt giảm hơn 90% tiền quyên góp cho các nghị sĩ đảng Cộng Hòa vì họ ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump. Các ủy ban hành động chính trị PAC của 10 tập đoàn, bao gồm Microsoft Corp, Walmart, AT&T và Comcast Corp đã không quyên góp cho bất kỳ ai trong số 147 nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Việc ngừng quyên góp diễn ra chỉ vài giờ sau khi những người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào làm loạn điện Capitol hôm 6 tháng 1, làm 5 người chết. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang công bố ngày 20 tháng 2 cho thấy PCA của 10 tập đoàn chỉ quên góp 13.000 đô la Mỹ cho một số chính trị gia vào tháng 1, cực thấp so với tháng 1 năm 2017 là 190.000 đô la Mỹ và khoảng 10 triệu đô la Mỹ trong bầu cử 2019-2020. Chẳng hạn PAC của tập đoàn American Express đã trao 5.000 đô la Mỹ cho thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Turn trong khi tập đoàn GE trao 5.000 đô la Mỹ cho hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Adam Kinzinger, người nổi tiếng hay chỉ trích ông Trump, và 1.000 đô la Mỹ cho hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Rick Larsen, các PIC của công ty không thể dùng tiền của công ty để quyên góp và chỉ đóng vai trò như một kênh nhận khoản đóng góp từ những nhà quản lý và cổ đông. Có hơn 1.000 PAC ở Mỹ và Reuters chỉ thống kê 10 tập đoàn vì họ đã công khai tuyên bố sẽ giảm bớt khoản đóng góp sau vụ bạo loạn điện Capitol hôm 6 tháng 1. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể tổng hợp và kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.